Hello, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xin kính chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác cần xa nhé. Lời đầu tiên xin kính chúc tất cả anh chị em, cô dì, chú bác cần xa một buổi chiều, buổi tối thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và an yên bên gia đình nhỏ của mình. Và mọi người ơi, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn chuyên mua bán trao đổi các dòng xe máy cũ, nằm ở số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Anh chị em bạn bè có thể chụp lại màn hình giúp em với nhé. Rồi ạ, và bây giờ số điện thoại của hai vợ chồng em 0967424911, 0906308911. Anh chị em bạn bè đang quan tâm dòng xe nào hoặc cần thông tin tư vấn gì, liên hệ trực tiếp cho em theo hai đầu số điện thoại này nhé. Tại vì bây giờ hiện tại thì Facebook em và Zalo em đã đầy, nên là bây giờ kết bạn thì có là liên hệ, nên mọi người có thể gọi trực tiếp cho em nhé. Đây là xe máy Thanh Đoàn, có rất nhiều xe để anh chị em bạn bè lựa chọn và tham khảo luôn, từ dòng xe rẻ tiền đến dòng xe cao cấp cho mọi người. Cửa hàng xe máy Thanh Đoàn thì nằm ở vị trí này, gần với chợ Gian 2, gần với chợ Gian 1 luôn, đối diện với khách sạn Phố Yến và gần với trung tâm hành chính Di An và gần với cầu vượt Đinh Xuân Thủ Đức, nên là anh chị em bạn bè có thể hình dung ra được cái vị trí để đi được một cách thuận lợi và ok nhất nhá. Và bên em có hỗ trợ dịch vụ trả góp sang tên đối chủ luôn. Hôm nay thì em ngân hàng về sớm có việc, nếu anh chị em bạn bè quan tâm thì cần hỗ trợ trả góp hoặc tư vấn thì cứ lên đây và sẽ có nhân viên ngân hàng trực tiếp tư vấn cụ thể cho mọi người nhé. Và đặc biệt hỗ trợ trả góp thì cần đưa trước tầm khoảng 30% giá trị xe là anh chị em bạn bè đã có thể thoải mái góp và rước xe về đi. Duyệt hồ sơ thì nhanh chóng nhé, tầm 15-20 phút là có thể có xe để đi rồi ạ. Và chỉ cần chứng minh với bằng lái hoặc chứng minh với hộ khẩu ô tô công chứng hoặc chứng minh hộ khẩu gốc nhé. Và một điều cơ bản nhất là anh chị em bạn bè không có nợ xấu nhé, nếu nợ xấu thì không có góp được nhé. Anh Đoàn ơi, đưa giấy Attila giùm em với. Với lại trong cái điện thoại em lưu là nhà xe ở Tiền Giang đó. Và hiện tại thì cửa hàng xe máy Thanh Đoàn hôm nay về rất là chi là nhiều xe luôn nhá. Và đây thì có nhóm khách đang coi xe không biết có mua không. Hôm nay thì em đã bán được tầm khoảng 17 chiếc rồi. Cậu Cô Sương ơi, dừng chân giữa con này cho em cái. Đây, và hôm nay thì em xin phép review con Footer này trước tiên nhá. Xe đẹp thì cho lên hàng đầu. Hôm nay thời tiết ở Chí An, Bình Dương rất chi là đẹp luôn, không mưa, không nắng, trời nhẹ nhàng, dịu dàng, nên là hình ảnh quay ra cũng cực kỳ sắc nét và đẹp. Và trước mắt anh chị em và các bạn, em đang quay một chiếc Footer 125 phân khối nhé mọi người. Màu xanh cực kỳ đẹp luôn nhá. Con xe này thì như xe mới luôn đây, em được quay kỹ chi tiết review cho anh chị em các bạn xem nhá. Đẹp và liền lạc từ đầu tới chân này. Lốc máy đinh đét luôn nha mọi người. Đây, rất chi là đẹp luôn nhá. Một chiếc xe đẹp giống như xe mới luôn. Chạy chưa được 10.000 km nha mọi người. Đây, màu này là màu xanh. Cái này là phiên bản đời sau của nó nha mọi người. Đây, đèn led này. Phiên bản đèn led là đời sau cùng của Footer rồi. Đây, em phải zoom xa cho mọi người cùng xem. Chiếc Footer quá hoàn hảo, quá đẹp luôn. Đây nha, mọi người lưu ý giúp em, tất cả các xe anh chị em bạn bè mua xe tại xe máy Thanh Đoàn đều có chính sách bảo hành từ 6 tháng 1 năm nhá. Cái này là dơ đất không phải là trầy nha em, để trà ra này, tính bát lên. Chính sách bảo hành từ 6 tháng 1 năm, bình đề 6 tháng và đặc biệt cho đổi miễn phí trong một tuần. Đối với các tỉnh miền Tây, anh chị em bạn bè vui lòng đặt cọc trước game 1-2 triệu, em đã ship xe về tận nhà. Anh chị em bạn bè ra gần nhà thanh toán, ra nhà xe thanh toán tiền rồi nhà xe giúp em. Còn các tỉnh miền Trung, miền Bắc thì vui lòng chuyển khoản giúp em mới giữ xe nhé. Tại vì ở các tỉnh đấy thì lại không có nhà xe phục vụ, nên là mong anh chị em các bạn thông cảm giúp em với nhé. Đây, một chiếc Footer vừa lấy về xong đời 2019 này, màu xanh này. Chung xe quá đẹp luôn, không một tí vết. Lốp trước sau là mới thay xong nha, mới tinh luôn. Trên đẹp, góc tán váy màu luôn cho mọi người. Đây, mọi người thấy đó nha. Và xe này thì chính chủ ký giấy ký về chồng em luôn rồi nha. Đời 2019. Điện thoại em hả? Cà vẹt trong ngăn kéo á. Ủa này, em đưa vô đó, ở đây này này. Điện thoại trong đây, và okay, đây là cốp xe nha mọi người. Quá đẹp luôn nha. Đây, cốp xe như xe mới luôn nha. Cốp xe cực kỳ to luôn nha. Đây, biển số là 72C21686, biển số siêu VIP nha mọi người. Wow, một con xe biến số siêu VIP luôn. Xe biến số VIP nhưng mà em chỉ bán giá trị xe thôi, chứ em không có bán. Em có, anh cầm dùm chứ, không bán biến số nha. Biến số 1688 này, biến số quá đẹp, quá chất luôn nha.
Đây, một chiếc scooter 2019 biến số siêu VIP đây. Lốp trước lốp sau vừa mới thay xong. Đẹp không một tí vết luôn. Và hôm nay che máy Thịnh Đoàn xin phép bán một chiếc scooter 2019 cho màu xanh. Đẹp không tí vết, máy móc êm đi nguyên con, chính chủ kỳ giấy, biến số siêu VIP 6868 với giá bán 28.500.000 đồng. Vâng, cái biến số này nếu mọi người mua là cũng cả khá tiền rồi nhá. Đây, mọi người có thể chụp lại màn hình nhá. 16868 nhé, cực kỳ chất luôn ạ. Chiếc xe không thế nào đẹp hơn, vừa đẹp, biển số đẹp luôn, 28.500.000 đồng. Một chiếc xe biển số siêu đẹp, biển số cặp 6868 là đời 2019 luôn nha. Đấy, scooter màu xanh đây, 28.500.000 đồng. Quá đẹp, quá siêu VIP. Anh chị em bạn bè nhanh tay ủng hộ em nhé. Bên em có chính sách hỗ trợ trả góp luôn nhé. Chín triệu rưỡi là mua anh ơi, anh tặng một cái ốp và đây là một chiếc Sirius RC 2019 luôn. Thưa quý anh chị em và các bạn, ốc tán bay màu cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, đây RC màu đỏ đen, đời 2019 siêu đẹp luôn. Đây em quay ốc tán cho mọi người cùng xem nhé. Vâng, mới tinh luôn mọi người ạ. Con RC này quá đẹp luôn nha. Đời 2019, RC 2019 màu đỏ đen. Biển số là 77 này, S148517. Một chiếc Sirius đời 2019 nha. Còn đủ hai gương luôn nha mọi người. Đây, phương tiện soi mình vào trong cũng xinh gái gáp hết mọi người ơi. Rất là đẹp và liên lạc luôn nha. Con này thì chạy đúng 11.000 km thưa anh chị em và các bạn. Chiếc xe không thế nào đẹp hơn ạ. Đây em sẽ review ký cho mọi người, ốc tán này sáng bóng luôn nhá. Đây, hôm nay trời đẹp nên quay xe lên nhìn đá con mắt luôn nha mọi người. Nếu mà buổi trời mưa thì quay nhìn nó không sắc nét và đẹp bằng buổi bình thường trời đẹp đâu. Đấy, hôm nay trời cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vẫn có những vị khách đang mua xe, không biết là có giao dịch thành công hay không. Và con Sirius đời 2019 này, xe máy Thanh Đoàn xin phép bán với giá 14.500.000 đồng. Nếu anh chị em bạn bè nào thực sự quan tâm, nhanh tay xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn, số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương để ủng hộ em nhé. Và mọi người cũng có thể gặp trực tiếp em Hiền 18 tuổi, cổng dễ thương vui tính 0900 0967 424 911 để được tư vấn kỹ hơn, hoặc anh Đoàn 0906 308 911 nhé. Đây, một chiếc xe không thể nào hoàn hảo hơn nhé. Bây giờ thì đã review kỹ rồi thì em phải ra xa và review lại sơ sơ toàn bộ nguyên cái xe để quý anh chị em các bạn có thể ngắm được đó luôn. 77 S148517 và để một cái giá cực kỳ yêu thương cho quý anh chị em và các bạn luôn, 14.500.000 đồng nha. Và bây giờ thì hôm nay rất nhiều xe về và em phải từ từ em quay những chiếc xe cọp trước cho mọi người. Bây giờ thì để em báo chồng em đấy mấy con xe này ra thì cho mọi người cùng xem luôn. Cậu ơi cậu, anh ơi đấy mấy con này ra cho em cái này. Đâu em quay mấy con này trước đi. Ngồi chơi xe đẹp quay hết trước. Đây đồng chí. Đấy chồng này đấy. Rồi thì chồng em đang bận thì em lên trên này em quay xuống trước nha mọi người. Hôm nay về khá là nhiều xe để phục vụ quý anh chị em, cô dì chú bác xa gần. Đủ các loại xe. Đối với xe máy Thanh Đoàn thì cửa hàng xe máy em là thuộc cái dạng gọi là tạp hóa đấy mọi người. Tức là cái gì cũng có luôn, rẻ tiền có, cao cấp có, vừa tiền có, để phục vụ quý anh chị em cả xa gần được tốt luôn. Loại phục vụ cho những anh chị em, cô dì chú bác mà mua cái loại vừa vừa đi làm hồ, đi làm rẫy rồi đi cắt cỏ cho trâu bò ở trên đồi núi là có luôn. 1-2-3 triệu có, rồi loại cao cấp cũng có, rồi loại vừa vừa cũng có. Nói chung là phục vụ toàn bộ anh chị em và các bạn. Thì có như vậy là xe máy Thanh Đoàn ngày nào cũng bán được rất là nhiều xe luôn. Riêng hôm nay là xe máy Thanh Đoàn đã bán được 16 chiếc xe mọi người. Một con số nói chung là rất chi là cảm thấy là rất hài lòng rồi mọi người. Tại vì đã cố gắng hết sức mình luôn rồi. Và đây là một chiếc Way Alpha 2017 này. Và đặc biệt là nó là mẫu 100, hàng bó mẫu màu đen nhá. Đó, cái mẫu này là một trong những mẫu cực kỳ hot luôn. Cậu ơi cái logo có. Cậu lắp vô cho em cái xe lắp đi. Đâu mới ra cái này bố vô tâm. Một chiếc xe quá đẹp luôn. Chiếc xe 2017. Xe đẹp không tì vết luôn. Đấy,
lốp mới tinh. Cái này có trầy nhẹ tí không đáng gì hết đây. Hộp đồ mới lắp đầu này. Đầu trên đét luôn nha mọi người. Cái này ấy là nó chỉ ra 2015, 16 là hết hàng. 2017 là hàng tồn kho nha mọi người. Tại vì đúng ra 2017 là nó mua ra mẫu mới rồi. Còn cái này là mẫu 100 phân khối mà cực kỳ được nhiều anh chị em bạn bè ưa chuộng để phục render xe này. Đấy. Lưu ý giúp em nhá. Quay Alpha màu đen đăng ký 2017 nhưng mẫu là mẫu 100, mẫu cũ nha mọi người, lưu ý giúp em với nhá. Để khỏi bị nhầm lẫn. 60C247281. Đây, lốp trước lốp sau còn mới tinh, căm niềng như xe mới luôn. Đấy, phuộc này, nhìn đá chưa? Quá đẹp luôn mọi người ơi. Một chiếc cọp gọi là một con cọp, loại này là giờ vô giá mà. Vài năm nữa có khi nó lại cũng giống như ngày xưa nữa. Mấy con Alpha đời đầu mua 11, 12 triệu mà bây giờ xe cọp là vẫn bán lên tới mấy chục triệu luôn cơ mà. Bây giờ thì em thử mua cốp xe là nó có đẹp không nhá. Có cái cốp xe này sao mớ hơi khó nhỉ. Không biết mớ thế nào mà cái tay nhỉ. Đấy, lên rồi. Wow, cực kỳ đẹp luôn anh chị em các bạn. Đúng là nhìn thế nào, người thế nào là trong ruột nó vậy mọi người ạ. Người ta nói đẹp người đẹp nết có thật đây này. Wow, một chiếc xe không thế nào đẹp hơn. Hôm nay thời tiết thuận lợi này, thời gian có sẵn nên là em để review thật kỹ cho quý anh chị em các bạn xem được đó nhá. Từ yên xe cũng đẹp này, từ lốc, từ trong này là bình xăng nó cũng đẹp luôn nha mọi người. Đây này, cái này là thùng xăng rồi, bình xăng nhá mọi người, lưu ý giúp em bị nhầm đấy. Đây, quay kỹ chi tiết luôn. Vâng, hôm nay em bán con Way Alpha 2017 và đặc biệt phiên bán mẫu cũ 100 phân khối với giá bán 13.500.000 đồng, không bớt. Quý anh chị em bạn bè thông cảm giúp em, chạy được 12.955 km nha. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn ạ. Đây, mẹ ơi, test đi được chưa? Đấy, cô này. Có bình thường không? Tiếp tục, đây là một chiếc scooter đời cuối 2015-2016, bánh mâm thắng đĩa nha mọi người. Một chiếc xe rất đẹp và liền lạc màu đen. Đây, bô đồ đin nguyên này, lốc máy đin đét luôn nha mọi người, lốc máy đồ còn đin luôn. Em để quay đầu máy đi, hết máy cực kỳ êm luôn. Còi xi nhan hoạt động tốt nha mọi người. Và con này là biển số là 61C145044. Một chiếc scooter bánh mâm thắng đĩa cuối 2015, FI phun xăng điện tử và giá bán của nó chỉ với 17.500.000 đồng. Vâng, với 17.500.000 đồng, anh chị em bạn bè đã có thể sở hữu một chiếc scooter cuối 2015 đầu 2016 biển số 61G145044. Scooter là một trong những dòng xe cực kỳ được tất cả anh chị em bạn bè ưa chuộng. Thứ nhất, tiết kiệm xăng. Thứ hai, chạy lướt. Và thứ ba, giá thành ít biến đổi, tức là ví dụ mình mua đi thời gian thì cái đồ mà hao mòn với cái giá thành là nó đỡ giá hơn là những cái xe loại xe khác nha mọi người. Quá đẹp luôn. 17.500.000 đồng một chiếc scooter nha mọi người. Mọi người tiếp tục theo chân em nhá. Bên em hỗ trợ trả góp nha mọi người. Lưu ý giúp em, hỗ trợ trả góp chỉ cần chứng minh bằng lái xe hoặc chứng minh hộ khẩu photo công chứng hoặc chứng minh hộ khẩu gốc là anh chị em bạn bè đã có thế rước xe về đi, vừa duyệt hồ sơ trong vòng 15-20 phút và trả trước 30%, với có nghĩa là 10 triệu đưa trước 3 triệu và 20 triệu đưa trước 6 triệu và cứ thế mọi người cứ nhanh lên giùm em nhé. Và đây là một chiếc RSX AT phun xăng điện tử, con xe này máy chạy cực kỳ chất luôn. Đó, lốp còn mới tinh luôn này. Bánh mâm thắng đĩa xe thì đằng ngoài cũng có trầy thì lơ thơ đây. Đó, nên cái này là rửa ra, còn đây là trầy vô thịt luôn này. Ở trong xe cũ thì không thể nào mà hoàn hảo 100%, nó phải có đôi tí trầy trước là bình thường đâu. Xe gì em? Mua quay đi. Đây là một chiếc AT nhá, cái loại này gọi là Way. Cái này gọi là RS nhá, RSX AT phun xăng điện tử, và đặc biệt là cái này của Honda luôn nha mọi người. Và hôm nay xe máy Thanh Đoàn sẽ bán với con xe này với giá 6 triệu đồng. Vâng, chỉ với 6 triệu đồng anh chị em bạn bè sở hữu một chiếc RSX AT FI phun xăng điện tử nhá, 60B402927 ạ. Bánh mâm thắng đĩa luôn. Và bây giờ thì em sẽ để thử máy cho mọi người cùng nghe luôn nhé. Con là 13 triệu rưỡi. Đời 2017 nhá. Đó, máy êm nhá.
cực kỳ êm luôn nha mọi người. Đây còi chi nhánh hoạt động tốt này. Đèn điện này đủ luôn. Con này mới chạy được 12.000 cây anh ạ. Xe mới. Có được, trong kia còn mấy chiếc nữa kìa. Con xe màu xanh đó bao nhiêu? Màu xanh bán được à, màu xanh 13 triệu. Màu trắng 12 năm một con 12 triệu 800. Đây một chiếc quay RSX AT cho mọi người. SI full trang điện tử nha. Và tiếp tục, ai đang fan năm mộ của những quay Sirius FI cao cấp nhanh tay chuộng ủng hộ em nhá. Một chiếc xe không thế nào đẹp hơn. Ốc tán này, xe chạy đúng 5.000 km mọi người nhìn kỹ nhá, ốc tán còn có màu luôn nhá. Đây, quá đẹp luôn. Đây, dàn máy của nó sáng bóng luôn nhá. Quay ký tem đin đeo xe đây này. Đó, xe cái này thì có trầy một tí nhẹ đây không đáng gì, còn lại nước sơn đi này. Đấy, em quay khí cho mọi người xem, lốc máy đin đét nha. Đây, chân chống trắng bóng luôn, ốc tán này còn có màu luôn. Bô đin đét theo xe, tem đin theo xe luôn. Vâng, con Sirius FI. Sirius FI này em bán với giá đế quý anh chị em và các bạn 13.500.000 đồng một chiếc Sirius FI đời 2017-2018 này. Ốc tán bay màu, tem rin đeo xe không có đời trước. Mọi người về chỉ việc đổ xăng vô mặt đi. Đây biển số 36B557727, một chiếc biển số khá ok. Vâng, bây giờ thì em sẽ đề thử máy cho anh chị em và các bạn xem thử nha. Quá êm, quá ngon. Đây, thấy nha, nước sơn rin êm ru luôn. Bây giờ thì em thử mớ là trong này xem nó có vàng bạc không. Không có vàng bạc gì hết nha mọi người. Vâng, một chiếc xe khá là hoàn hảo và đẹp luôn. 13.500.000 đồng một chiếc Sirius FI siêu cọp cho mọi người. Đây, em để quay ký đây này. Đó, nước sơn rin đeo xe bóng lộn luôn nha mọi người. Rất đẹp và liền lạc luôn. Và giá bán 13.500.000 đồng. Và đây là một chiếc Novo cực kỳ siêu phẩm này. Đấy, xe nhìn qua một cái là biết lướt rồi này. Tem rin, nước sơn rin đeo xe, thưa quý anh chị em các bạn. Em để review thật kỹ cho quý anh chị em các bạn xem được rõ nha. Đây này, phuộc này, đây tem rin đeo xe này, đấy nước sơn rin này. Một chiếc xe quá là đẹp luôn nha mọi người. Đây, biển số 60B24821 một chiếc Novo LX, toàn bộ xe tem rin, nước sơn rin và máy móc thì thầm như xe điện luôn. Và giá công khai hôm nay xe bánh Thanh Đoàn bán con Novo LX bánh thiệu 500.000 đồng không bớt. Mọi người ơi, tiền nào của đó thôi. 5 triệu anh chị em bạn bè cũng mua được một Novo LX tại xe máy Thanh Đoàn. 6 triệu cũng có. Đi đêm ơi. Qua xe đêm. 6 triệu cũng có xe đi, nhưng con này quá đẹp, quá cọp, nó liền lạc từ đầu tới chân luôn nhá. Đây, nước xiêm rin này. Đó. Tem rin theo xe luôn nha quý anh chị em và các bạn. Và hôm nay giá bán của chiếc Novo LX này em sẽ bán với giá đế quý anh chị em các bạn 7.500.000 đồng. Em ơi, nãy em gọi chị đấy hả? Ờ, em coi đi. Anh Đoàn ơi. Đấy, mọi người thấy chưa? Bây giờ là trời đã bắt đầu tối nhưng mà lượt khách mua xe vẫn đông. Vợ chồng kia có lấy con sáp không cậu? Lấy rồi à? Còn hai thùng lấy là. Anh Đoàn ơi, con sáp bán chưa? Xong rồi à? 60P24821 một chiếc Novo LX đây này, tem toàn bộ rin đét theo xe nha mọi người, quá đẹp, quá hoàn hảo luôn. Đó, và giá công khai 7.500.000 đồng không đâu hơn nha. Đấy, em ra chạy thử đi, xe chỉ là đúng chứ chưa rửa chưa gì luôn. Nghe em báo em lên là chỉ đưa đấy ra thôi. 3 triệu bằng xe Trung Quốc à? Ra chạy thử đi. Vâng, tiếp tục, đây là một chiếc da nước, toàn bộ xe đang dán keo nhá. Đây, keo còn dính vào đây mọi người thấy không? Đây, một lớp keo này. Đó, mình có thể lột ra cũng được nhưng mà lột thì nó phí quá. Đó, một chiếc da nước màu đỏ này, chứng tỏ yêu anh này. Toàn bộ là đang dán keo nguyên con, đó đô cực kỳ đẹp. Inox viền này, cực kỳ đẹp luôn. 37K182355 một chiếc da nớt màu đỏ đô, cực kỳ vip, cực kỳ siêu yêu, cực kỳ dễ thương luôn. Và hôm nay xe máy Thanh Đoàn sẽ bán con da nớt 125 phân khối. À, để em một làm một bài toán so sánh cho quý anh chị em các bạn được biết. Tại vì có một số anh chị em và các bạn có hỏi em là sự khác nhau giữa cái con Vixen và da nớt, thì thực ra em cũng không phải là chuyên gia phân tích, nhưng mà em chỉ biết được ví dụ như thằng da nớt này là cái phân khối là 125, máy chạy lướt ngon và giá thành nó cũng rẻ hơn Vixen tầm 2-3 triệu, nhưng cái nhược điểm của nó
đi thì rớt giá hơn vít trần. Vít trần là tuy là 110 chảy có thể không bằng da nớt, nhưng cái giá thành của nó cao, và khi mình bán lại thì cái giá thành của cái vít trần nó cũng giữ giá hơn là thằng da nớt. Vậy thôi ạ, quan trọng là mình thích con tre nào và thích cái chất lượng chảy con nào, mình cảm nhận là nó thích thì mình mua thôi, chứ về nói chung về cái mẫu tre nào nó cũng có nhược và ưu điểm anh chị em và các bạn. Riêng vít trần với da nớt là rất nhiều anh chị em bạn bè xuống đây và hỏi và so sánh, thì em là không phải chuyên gia về đánh giá, nhưng mà em mua bán xe thì em cảm nhận như vậy. Nói chung là sở thích của mọi người, ai mà cao dáng thon thon thì đi máy vít trần nó sẽ đẹp hơn nhiều, còn ai mà dáng hơi thấp bé một tí tròn tròn người thì đi máy da nớt thì nó rất là dễ thương luôn nhá. Và con tre da nớt này hôm nay tre máy Thanh Đoàn bán giá 17.500.000 đồng, tre toàn bộ đang dán keo đẹp không tì vết và inox nguyên con luôn. Thực kỳ anh chị em các bạn, ai thực sự quan tâm nhanh tay ủng hộ em, nhanh tay xuống đây trực tiếp xem tre và ủng hộ em với nha mọi người. Và đây là một chiếc footer nail cực kỳ đẹp, cực kỳ siêu đáng yêu, treo đẹp luôn nhá. Đó, đây này, một chiếc footer nail máy thì tầm như gió như xe điện luôn. Và đây nhá, là bánh căm thắng đĩa nha mọi người. Đó, đầu máy này sạch sẽ này, đâu có làm rồi nhưng mà zin theo xe, không có luộc đồ gì hết. Nói chung nói thắng ra một điều đặc, mẫu này 2008, 2007, 2008, 2009 mà bây giờ đã cả 2020 là đi mười mấy năm trời, thì cái xác suất mà bị làm máy là hầu như 99% là con nào nó cũng bị. Vấn đề là quý khách hàng có biết hay không. Còn riêng xe máy Thanh Đoàn không treo đầu dê bán thịt chó. Xe làm rồi thì em nói làm rồi, và xe chưa làm em nói chưa làm. Nên là quý anh chị em bạn bè cứ thoải mái lựa chọn, chỉ cần hỏi em một câu xe làm hay chưa là cứ tin tưởng em. Nếu trường hợp em nói xe chưa làm mà làm rồi, anh chị em bạn bè cứ trả xe lại cho em, mình vẫn vui vẻ thuận mua vừa bán ạ. Vâng, đây lóc này, lóc lên đét luôn mọi người, cực kỳ sạch sẽ và đẹp luôn. Và con xe này thì máy cực kỳ chất luôn nhá. Đây, bô sạch sẽ này, zin này. Đó, phuộc này. Đó, tem zin theo xe luôn. Và hôm nay xe máy Thanh Đoàn bán con footer nail này zin đẹp cực kỳ luôn nhá, zin theo xe chưa muốn like cái đồ gì. Trước khi báo giá cho em đề máy thứ cho quý anh chị em các bạn nghe. Có khi mọi người là không nghe ra tiếng máy tại vì nó nhỏ và thì thầm như xe điện. Còi chi nhan hoạt động tốt này. Xe này về chỉ việc thay một bình nhớt và đổ xăng đi. Còn vui vui em thay nhớt đổ xăng cho anh chị em các bạn luôn. Mua xe tặng một bảo hiểm xe. Đấy, cái cáng này là người ta đã sơn ký lại đẹp. Vì thế mình về chỉ việc phải chạy đỡ phải sơn đi, sơn lại tốn tiền. 61N25808. Một chiếc footer này. Đây em để quay ký, hôm nay trời đẹp và gió mát nên là em quay ký hơn mọi hôm. Quay thật ký chi tiết để quý anh chị em bạn bè có thể nhìn qua một cái là lựa chọn được luôn. Tem zin theo xe, tem mười mấy năm rồi mà còn cực kỳ đẹp đấy. Mọi người nghĩ đi, bao nhiêu năm rồi mà nó trầy thì đây có đáng gì. Bây giờ nhiều khi bảo xe trầy nhiều quá, thực tế mọi người xem đi. Xe này là tem zin, em thay xe lô 25-50 ngàn là có, nhưng mất giá trị xe nên em xin phép để lại vậy nhá. Còn nếu anh chị em bạn bè muốn thay, em mua xe em tặng thêm 2-3 bộ bộ tem cho mọi người thay đổi luôn. Mọi người biết không, cái tem zin của nó này đi 10 năm nhá vẫn không bạc màu, tem lô đi 2 tháng mất màu luôn. Đó, em nói thật đấy. Vì thế là dù nó trầy trước tí không quan trọng, quan trọng là nó ngon. Đó. Và hôm nay xe máy Thanh Đoàn bán con xe footer siêu yêu siêu đẹp này với giá 14.500.000 đồng. Nếu anh chị em bạn bè nào thực sự quan tâm, thực sự là fan năm mồ của những chiếc footer đeo thì hãy alo và đặt gọc cho em nhá. Đúng không ạ? Nhiều khách không biết là bao trời ba cái xe quý này đi bao nhiêu năm, mười mấy triệu ai mua, nhưng rồi vẫn có người mua nếu như ai thực sự biết cái mẫu xe này chạy ngon thế nào, chạy sướng thế nào nhá. Và trước mắt của quý anh chị em các bạn đây, em chuẩn bị giới thiệu một chiếc E150 màu xanh GP cao cấp, đầy đủ 2 gương 2 chìa khóa, và em chỉ nói một điều duy nhất. Vâng, xe không khác gì xe mới ở tiệm ra luôn ạ. Ốc tán bay màu, lốc máy zin, nhưng giá thành em chưa biết. Em xin phép mọi người cho em một phút để em hỏi lại chồng em, tại vì xe này vừa về xong ạ. Anh Đoàn ơi, con ẹc này là bao nhiêu tiền anh? Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú hỏi chung con anh Đoàn là xe này bao nhiêu tiền đấy? Ôi trời. À, con ẹc, bây giờ thì em sẽ nhờ chồng em hỏi xem là con này bao nhiêu tiền, em quay cho mọi người xem. Xe chạy 3.612 km. Wow, nãy giờ tướng là bị lầm là xe mới, ai ngờ xe đã chạy rồi 3.000 cây mà còn cực kỳ đẹp đây. Mọi người mua xe nhá, em chỉ cho mọi người mấy cái đường mua cơ bản này. Đầu tiên vô chẳng cần hỏi là chạy bao nhiêu ngàn. Đây mọi người để giúp em này, cái ổ khóa này. Cái thằng xe nào mà để ít là ổ khóa 99%, con nào cũng đẹp, em nói thật luôn. Liếc qua là biết đẹp rồi. Thứ hai là cái cấu vô của nó nha mọi người.
bây giờ em phải liếc ô bô, nhưng mà cái này nó che vào trong này với đất cát chưa thấy được. Ô bô mà không có test đi nhiều là xe đi ít em mọi người. Và đặc biệt ốc tán của nó này, đây ốc tán của nó này, đây em phải quay đấy mọi người nhìn cái dàn chân là biết được, dàn ngoài thì có thể thay và sơn lại, còn riêng dàn chân và dàn ốc máy này cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây dàn chân em quay kỹ cho mọi người xem nhá, đây quá đẹp luôn. Cái phuộc này mới cáu luôn mọi người, mới tinh luôn. Đó, tem đồ rim đều xe hết. Bao nhiêu chú? 30. Rồi đăng ký năm bao nhiêu? Biển số 83P325767. Wow, biển số siêu VIP 5767. Một chiếc biển số quá đẹp đây. Mọi người thấy không? Đẹp đến từng cm luôn. Em để quay review ký thật ký cho mọi người cùng xem. Đó, để tránh trường hợp là mọi người không phân biệt được tại sao có nhiều xe chỉ 20, 21 triệu đã có xe đi và có nhiều xe lên tới 30 mấy triệu. Đó, một chiếc xe mới chạy được 3.000 cây thôi ạ. À, bây giờ thì còn đủ hai gương zin cho xe này. Em sẽ mở trong cái này có gì trong này. Đây wow, vàng bạc đá quý gì đây này. Đây ốc tán này mọi người nhìn đây là biết xe còn đẹp cỡ này không, ốc này. Ốc zin cho xe nhá. Đấy ốc này. Đấy. Tiếp tục. Wow, mọi người ơi. Dạ vâng, 2.8 300 tiền ship. Anh Đoàn ơi, con này đăng ký năm mấy đây? Bao nhiêu tiền? Vâng, em hôm nay em báo giá một chiếc E150 đời cuối 2017 chạy đúng 3.000 cây. Mọi người có thể nhìn ốc tán của nó đây để biết được đúng không? Giá bán 30 triệu đồng thưa anh chị em các bạn. 22 triệu cũng có xe đi, 325, 24, 25 cũng có xe đi. Nhưng một chiếc siêu cọp thế này em bán giá đúng 30 triệu đồng. Một chiếc xe quá đẹp, quá hoàn hảo từng cm luôn. Đó, em để quay ký đây nữa cho mọi người báo tại sao bà này bán tới 30 triệu này. Ốc của nó này cực kỳ đẹp luôn này, ốc còn màu luôn mọi người thấy không? Quá VIP luôn, phuộc này, phuộc này, trắng tinh luôn mọi người, nước sơn zin này, ôi nó đẹp lắm mọi người ơi này, có em quay mà nó bóng lộn đây này, quay mà không muốn nghĩ luôn này, đây cái cố bô xanh lè đây này, nó dần chân gác lên này, nó đẹp tổng thế, đẹp từ đầu tới chân, đẹp không một tì vết luôn. Và giá bán 30 triệu đồng một chiếc E150 cuối 2017 đầy đủ hai gương, hai chìa khóa, chạy đúng 3.000 km. Nãy giờ em đã review toàn bộ ốc tán để quý anh chị em các bạn có thể hiểu rõ được là xe có đúng km hay không. Vâng, và tiếp tục đây là một chiếc Hazate. Con Hazate này là bữa hôm là nó bị vỡ chỗ này mọi người biết không, em thay nguyên cái xe này mới tinh tinh luôn rồi đó, mua mới là mất 300 mấy ngàn đó. Bánh mâm thắng đĩa màu xanh cực kỳ đẹp này, màu xanh chứng tỏ yêu anh, màu trắng xanh luôn nha mọi người. Tem zin theo xe luôn, lốc máy zin đét và đặc biệt là còn có inox luôn, mã inox này. Đấy em quay kỹ chi tiết cho quý anh chị em các bạn xem và tham khảo giúp em. Biển 54Z13506, một chiếc Hazate cực kỳ siêu cọp luôn, đời 2011 nha mọi người. Bây giờ thì em sẽ đời thứ mấy cho mọi người. Anh ơi, để cho em ghi cái. Có nó nhỏ không? Em ru luôn nha mọi người. Vâng, một chiếc Hazate em vừa thay cái bứng này luôn. Và màu sơn là thì rin theo xe luôn và tem rin và giá bán của nó để quý anh chị em các bạn 6.500.000 đồng. Đó, một chiếc xe vừa nhỏ nhắn dễ thương này, vừa đẹp và liền lạc và chạy thì cực kỳ ngon luôn. Đấy, em để review tí này. Đây đây. Rất là đẹp luôn nha. Quay kỹ chi tiết để quý anh chị em bạn bè có thể thấy rõ được nó. Mọi người thấy toàn bộ một dàn tre ở trước đây nhé. Ở đây là một siêu siêu cọp. Màu vàng, màu cam, đủ màu luôn. Ai là những fan hâm mộ của những cái màu hot, màu nóng thì nhanh thay ủng hộ em này. Đó, tay thắng màu cam này. Ốc gương màu cam luôn ạ. Và cái gương này cũng màu vàng luôn này. Tay thắng màu cam này. Đó, và đây xe toàn bộ xe đang dán trùng nguyên con thưa quý anh chị em và các bạn. Mọi người đừng nghĩ rằng úi dồi xe này dán trùng chắc là đi hết rồi. Dạ không nha mọi người, tem rin theo xe còn nối một đường đây thưa quý anh chị em các bạn. Tem rin đét dàn chân bóng lộn này, buộc rin đét luôn nhá. Đây em sẽ quay ký chi tiết cho mọi người cùng xem. Một chiếc Novo 5 màu vàng, tem rin theo xe nha mọi người. Đây mọi người có thể nhìn vào đây còn có tem rin đây nhá. Tem rin đét luôn, vàng đen tem rin đét.
biến 60B4-18337, một chiếc Novo 5 siêu cọp đấy. Đây là pha 5 màu có những màu nóng này. Đó, cái này cũng là treo lên là màu vàng luôn. Đó. Bây giờ thì em sẽ đề máy cho mọi người cùng xem thử. Anh ơi đề xe này con em, anh Đoàn, đề con xe này cho em cái. Và bây giờ thì phải nhờ đến trợ chủ chúc của chồng em nhá. Đó, mọi người mà thích màu này, đế màu này còn không thì lột ra. Bản chất của nó trong là cũng màu vàng đen nhá. Vâng, hôm nay em bán con xe Novo 5 siêu cọp này, siêu yêu này với giá bán 13.500.000 đồng. Nếu anh chị em bạn bè nào thực sự quan tâm, nhanh tay xuống cửa hàng ủng hộ em với nhá. Mua xe tặng thêm một báo hiếm xe. Đây, lốc máy zin đét theo xe nha mọi người. Xe vừa về chưa được em đưa ra em quay luôn đây. Giá bán 13.500.000 đồng. Máy móc em ru như xe điện, không tì vết. Xong chưa? Con nói xong chưa? Con nô ra sao? Và đây là một chiếc Classico. Classico siêu yêu thương đây thưa quý anh chị em các bạn, màu cam luôn nha. Và đây là nó dán, cái này chú xe dán thêm hoa huệ một tí thì, nhưng mà em thấy nó hơi màu mè nên em lột ra luôn. Đó, lột ra trông là còn rất đẹp nha. Đây, lột ra là còn rất đẹp, siêu yêu luôn nha. Đó. Đấy, lột hết luôn đi nha mọi người. Lột hết ra. Classico màu cam, sơn này màu cam. Đó. Rất là đẹp và liền lạc luôn nha mọi người. Vâng, hôm nay xe máy Thanh Đoàn sẽ bán con Classico màu cam. Cái này là đang dán lên nhá. Mình không thích thì mình có thể lột ra nha mọi người. Đây. Rất là đẹp luôn nha. Em ơi, em không thích thì em mua mấy cái con Novo 4 kìa. Hai giá xe 6 triệu mấy. Là sao? Là sao nó bị gì? À vậy là giống như nó tắt xăng á. Dạ. Con đó để cho anh 22 năm. Classico màu cam nha mọi người, phiên bản độc và lạ đây. Cái này là còn dán đề can thôi, mọi người không thích thì có thể lột ra hết nhá. Em sẽ cùng lột với anh chị em các bạn xem thứ nhá. Cái này. Không, cái đó phải chụp bình xăng cơ. Em cứ mua đi được thì chị đi dẫn đi chụp bình xăng cho. Móc gì? 94B107036, một chiếc Classico đây. Đó, màu cam luôn, em vừa đối xe xong. Đây, một chiếc Classico màu cam nha mọi người. Và giá bán để quý anh chị em các bạn 7 triệu đồng. Đó, nổ thì bây giờ hết bình để em chưa nổ máy được. Nhưng máy móc thì em bao rin luôn. Đó, biển số là 94B107036, một chiếc Classico. Và đây, con này thì siêu cọp em đã quay rồi. Con cọp bên này em cũng quay rồi. À, con cọp này chưa quay nhá. Con cọp này là biển 93B1-92361, đời 2016. Nó hơn, nó thua thằng kia một đời, nhưng mà con này thì giá này hữu nghị hơn, 11.500.000 đồng. Đây này. Máy em ru không tán máy màu luôn, tem zin đưa xe này. Đó, em quay kỹ chi tiết cho anh chị em các bạn xem. Yên vừa bọc xong không có rách cái gì nhá. Đây. Nước sơn zin đét theo xe. Máy em ru bánh mâm thắng đĩa luôn. Vâng, con Sirius này em sẽ bán với giá 11.500.000 đồng. Quý anh chị em bạn bè nào quan tâm nhanh tay xuống thôi nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để được rước em nó về nhá. Vâng, một FI quá rẻ, mọi người cứ so sánh một bài toán đi. Nếu như mua mới tại thời điểm này, xe máy Sirius FI dao động từ 24-26 triệu. Hôm nay xe máy Thanh Đoàn chỉ bán giá yêu thương 11.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè đã đỡ được mười mấy triệu rồi ạ. Rất chi một con giá rất chi là rẻ và yêu thương luôn nhá, để phục vụ quý anh chị em và các bạn xa gần. Và tiếp đây có thể nói là một chiếc Way Alpha đời 2016 màu trắng tinh. Đó, em được quay ký nhá. Xe thì nói chung là màu trắng mà không dán keo thì đi lâu ngày thì cũng có trầy lơ thơ đôi tí nha mọi người. Quan trọng là nó đồng máy zin đét luôn này. Đây, cái này là vô đồ khiếu này, phù hợp đồ đẹp sạch sẽ này. Ốc còn khá đẹp luôn. Đó, nước sơn zin cho xe nha mọi người. Và
con này thì máy móc nồi đều đinh đét. Cuối 2016, một chiếc quay Alpha đời hàng bó mấu 100 phân khối nha mọi người. 60B638608 với giá bán để quý anh chị em và các bạn 12.500.000 đồng. Nếu anh chị em bạn bè nào quan tâm nhanh tay chuồng ủng hộ em. Dạ chú về nhé. Rồi và tiếp tục đây là một cặp song sinh luôn. Một chiếc Alpha đời 2017 này. Xe tem rin này. Rin đét luôn nè mọi người. Ốc tán bay màu luôn. Quay kỹ cho mọi người được xem luôn nhá. Đó, buộc này. Dàn tem mới tinh luôn. Chị xin lít chắc chắn là hỏi giá gì? Ô, à? Trời thì anh báo giá 60/173200. Hỏi anh Đoàn chúng chị gắt nhá. Đây bây giờ thì em phải đề thử máy cho mọi người cùng xem luôn. Con này thì em bán giá 13.500.000 đồng bằng giá con màu đen. Hai con thì đẹp, nói chung là chín, một bên chín bên 10 ngang với nhau. Ai thích màu xanh thì chọn màu xanh, còn ai thích màu đen thì rước màu đen nhá. Đời 2017 hết nha mọi người. Và tiếp tục đây là một chiếc quay Alpha, tiếp là 60 tiếp nha mọi người. Hôm nay toàn 60/1 này, bên này cũng 60/1 72577. Vâng, con trên này thì quá đẹp luôn rồi. Đó, nó là màu trắng luôn. Con này em bán giá 13.000.000 đồng nha chị em các bạn. Đó. Tất cả đều là mẫu 100 nên cực kỳ ngon và chạy cực kỳ ok luôn nhá. Và bây giờ thì mọi người chờ em một chút nhé. Em sẽ nhờ chồng em đẩy cái xe ra một tí. Anh đang làm giấy anh Đoàn. Cậu ơi, nhờ nghiêng cái xe này em quay cái. Ủa con AB đầu bò đâu cậu? Đây nhé, bây giờ thì em phải làm lũ con xe này. Một chiếc tàu rớt đời 2011 luôn nha mọi người. Máy bình đề đầy đủ này, em này, tem tin theo xe này. Bánh căm thắng đùng nha mọi người. Và con này thì em đến quý anh chị em và các bạn là 5.800.000 đồng. Với 5.800.000 đồng anh chị em bạn bè đã có một chiếc tàu rớt để đi này. Máy móc đang nổ và cực kỳ êm luôn nhá. Chạy cực kỳ lướt và máy đi theo xe luôn. Tiếp tục thì em đây khách hôm nay là mình chốt thêm con sáp này. Trong xe này còn xe nào nữa thì em review cho mọi người xem. Thì hôm nay chắc là về những chiếc xe này thôi. Thì em sẽ lướt qua một vòng cho mọi người cùng xem và tham khảo nhé. 22.500.000 anh ạ. Ở đây mọi người cùng theo chân em tiếp tục, có những chiếc xe nào mà chưa quay thì em sẽ quay nốt để phục vụ quý anh chị em các bạn xa gần nhá. Em nhớ là còn một chiếc Novo đây. Vâng, đây là một chiếc Novo 4 này ạ. Rất là đẹp và liền lạc luôn nha mọi người. Novo 4 này. Đó. Ý nắp nguyên con luôn nha mọi người. 60B305713. Một chiếc Novo 4 em bán đi quý anh chị em các bạn 7.200.000 đồng không bớt. Em đủ nha. Rồi. Nói chung những xe này thì em thì mới bán được, nhưng mà xe mà kêu là coi như vứt đi đấy mọi người. Con này biển số 60B305713, một chiếc Novo 4 Novo LX cực kỳ siêu đẹp, đã giòn sạch sẽ, anh chị em bạn bè về dí vật đi. Con này thì nó có cái lỗi duy nhất là cái chỗ này, cái mũ đen này là hơi là sơn lên là xấu này. Đó, còn này đây là nước sơn rin xe cực kỳ đẹp này. Đó, nó cũng không quan trọng lắm đâu. 7.200.000 đồng. Nếu anh chị em bạn bè nào quan tâm thì nhanh tay ủng hộ em nhé. Đây lóc máy vô inox này. Đó, tem đồ là mới tinh luôn. Yên là không có rách, đề được đầy đủ, mọi người về chỉ việc đổ xăng đi. Vui vui em cho bình xăng luôn ạ. 60B305713. Đó thì hôm nay chắc xe máy Thanh Đoàn chứ về những Attila còn chiếc Attila vừa về đội này. 83D103870 với giá bán để quý anh chị em và các bạn 8.200.000 đồng. Một chiếc Attila FI phun trăng điện tử nha. Một chiếc Attila FI phun trăng điện tử màu đỏ đen, sẽ không tẩy trước, đẹp chạy ngon, với giá bán đến quý anh chị em các bạn hôm nay em bán giá 8.200.000 đồng không bớt. Nếu anh chị em nào bạn bè quan tâm nhanh tay ủng hộ em nhé. Đây cực kỳ đẹp luôn, xe chỗ nào tẩy thì em sẽ nói tẩy luôn nhá. Nói chung xe cũ thì không thể nào tránh được một số vài chỗ tẩy trước, quan trọng nhất máy chạy ngon, khỏe và ok rồi đúng không anh chị em các bạn. Đó,
Và bây giờ sau khi để chuẩn bị kết thúc cái live clip này thì em sẽ đi dạo lại một vòng những chiếc xe ngày hôm nay. À, em có một chiếc Lít này, biển 59K X1 71880, màu này là cực kỳ hot luôn. Cái màu này dạng như màu bạc xám á mọi người. Nhưng mà con này em cầm đồ, chính chú có chứng minh chú xe mà không sang tên được. Bây giờ muốn sang tên là phải đi tìm chú xe rồi ký giấy, nó phức tạp. Mua xe em bao giấy cà vẹt và hóa đơn cửa hàng đầy đủ cho quý anh chị em các bạn nha. Vâng, con Lít này em bán giá 22.500.000 đồng, 2016 luôn nha mọi người. Một chiếc xe cực kỳ đẹp, chạy đúng 26.239 km luôn. Và cái màu này là màu bạc xám cực kỳ đẹp luôn nhá, nâu xám bạc xám. Dạ. À, bán lại luôn à? Quá đẹp luôn, 22.500.000 đồng. Đó, vào đây thì những cái xe hôm nay vừa về xong đây. AB đầu bò này, biển số này 59M1 33979, một biển số cực kỳ VIP luôn. Đó, ai mà chơi phong thủy là nhanh tay kết nó luôn nha. Con này máy em ru luôn và để quý anh chị em các bạn với giá là 13 triệu đồng. Với 13 triệu sở hữu một chiếc AB đầu bò máy em ru thì thầm như xe điện, lại có biển số siêu VIP, tội gì không mua à mọi người. Quá xuất sắc luôn đúng không? Đó, em này, em ru luôn nha mọi người. Đó, máy đang nổ này, tem zin cho xe này. Đấy, cáng này thì có trầy. Lát nữa em để xịt lại cái cáng theo như con nào. Mình cứ cầm nắm nó bị trầy thôi. Đó, còn lại đẹp, đặc biệt biển số siêu VIP. Giá bán 13 triệu đồng một chiếc AB đầu bò nhá. Nếu anh chị em bạn bè nào thực sự ghét nó, thực sự yêu thương, nhanh tay ủng hộ em. 5911 33979, biển số đẹp 3979. Thần tài lớn thì tài nhỏ. Đấy, về tập trung một nhà thì chỉ gọi là phát tài thôi ạ. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè đã xem theo dõi hết clip của em. Xin kính chúc tất cả quý cô, anh chị em, cô dì, chú bác gần xa luôn bình an hạnh phúc và luôn an yên bên gia đình nhỏ của mình. Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và mọi người ơi, nếu yêu thương xe máy Thanh Đoàn cũng như yêu thương em mà nhớ like, chia sẻ và đăng ký giúp em với để cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ngày một được vươn xa hơn nữa để phục vụ quý anh chị em các bạn bè được tốt hơn nhá. Và một lần nữa em xin nhắc lại địa chỉ của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn, số nhà 465 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Và hai đầu số liên hệ của hai vợ chồng em 0967424911 hoặc 0906308911. Và anh chị em bạn bè nhớ ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Anh chị em bạn bè nếu cần mua xe hỗ trợ trả góp, bên em vẫn hỗ trợ luôn. Ngoài những chiếc xe đang nằm tại đây, ở trong cửa hàng và trong kho em còn rất nhiều xe để phục vụ quý anh chị em và các bạn nhé. Và con xe RX này xin phép bán giá 7 triệu luôn, nốt công em giới thiệu. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người những live sau nhé.